Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Người mẹ bỏ rơi con ở hố ga đã bị bắt. Ăn đào bán trông, người phụ nữ bị tụt huyết áp, suy thận cấp cứu. Đánh bài trong đám tang, thanh niên vung dao chém hai người. Vì mâu thuẫn tình ái, hai chị em chết thảm dưới tay người tình. Iran phát lệnh bắt giữ Tổng thống Donald Trump. Microsoft, Ford, Pepsi cùng hơn 200 doanh nghiệp tẩy chay Facebook. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, người mẹ bỏ rơi con ở hố ga đã bị bắt. Người này khai gần đây có quan hệ tình cảm với nhiều người nên không biết bé trai mới sinh là con của ai. Người mẹ này tên là Phạm Thị Thành, 31 tuổi, quê Hà Tĩnh. Bà vừa bị bắt và khởi tố hình sự về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ sau 23 ngày tự sinh con ở ruộng rau, bỏ lại đứa trẻ ở hố ga khiến bé tử vong. Thành khai ngày 6 tháng 6 đón xe buýt từ nội thành Hà Nội lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 11 giờ tối cùng ngày, cô trở dạ về đi bộ một mình đến ruộng rau, cạnh đền mẫu tự sinh con. Sau khi sinh, bà bế đứa trẻ trèo vào phía sau đền mẫu và để con cạnh hố ga. Gần 2 ngày sau, người dân phát hiện bé trai nặng 2,4 kg, nguyên dây rốn, không có quần áo, nằm dưới hố ga, côn trùng bám trong tai, mắt, mũi, rốn, sức khỏe yếu. Đến chiều ngày 29 tháng 6, bé tử vong do bị sốc nhiễm khuẩn, kháng hầu hết các loại kháng sinh. Theo cảnh sát, Thành có con 3 tuổi với một người đàn ông ở xã Thanh Mỹ, song bé ở với ông bà nội. Bố đứa trẻ đã đi tù nên cô thường về thăm con rồi lại trời đi. Thiếu phụ 31 tuổi khai, gần đây quan hệ tình cảm với nhiều người nên không biết bé trai mới sinh là con của ai. Trước đó ngày 17 tháng 4, Thành bị công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Ăn đào bán trong, người phụ nữ bị suy thận cấp cứu, nguyên nhân có thể là do ngộ độc chất bảo quản thực phẩm. Thực tế là ngày nay, nhiều loại hóa chất được sử dụng một cách tùy tiện. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhân T, 64 tuổi, được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng sốc, tụt huyết áp và suy thận. Qua khai thác bệnh sử, được biết bà T đã mua quả đào từ cánh hàng rong. Sau 30 phút ăn một quả đào, bà T bị đau bụng, nôn, tiêu chảy liên tục dẫn đến mất nước trầm trọng. Người nhà đưa bà T đến bệnh viện gần nhà. Lúc này, bệnh nhân có biểu hiện sốc, tụt huyết áp và suy thận nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai. Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân chưa xác định rõ. Tuy nhiên, dựa trên bệnh cảnh, các bác sĩ nghi có thể do một trong hai nguyên nhân. Thứ nhất, có thể do hóa chất bảo quản thực phẩm. Theo đó, hiện nay có quá nhiều loại hóa chất bị tùy tiện sử dụng. Nguyên nhân thứ hai có thể là do độc tố vi khuẩn trong trái đào, nhưng điều này ít xảy ra hơn. Hiện tại, sau vài ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân T đã cải thiện tốt. Thưa quý vị, đánh bài trong đám tang, thanh niên 24 tuổi đã vung dao chém trọng thương hai người. Được biết đối tượng này từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và giao cấu trẻ em. Ngày 30 tháng 6, công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Nguyễn Quang Duy, 24 tuổi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau một thời gian truy nã. Theo cảnh sát, cuối năm 2019, Duy đến dự đám tang gần nhà. Tại đây, Duy cùng Tùng và Vui tham gia đánh bài. Tùng thua hết tiền nên cầm điện thoại cho Vui. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi. Lát sau, Tùng về nhà mượn tiền của em ruột để chuộc lại điện thoại. Duy bước ra nói chuyện, sau đó cùng Vui đi vào trong đám tang. Tùng nhìn theo chửi hai người. Vì bực tức, Duy lấy dao chém Tùng và em trai, gây thương tích lần lượt là 21% và 22%. Sau khi gây án, Duy bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng. Thưa quý vị, do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông đã nhẫn tâm ra tay chém chết người yêu và em ruột của người yêu. Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Kẻ thủ ác là Lê Văn Long, 33 tuổi, còn hai nạn nhân, người chị là Lăng Thị Bích Du, 36 tuổi, người em trai là Lâm Viết Dương, 33 tuổi. Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 6 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng cho biết, buổi sáng kẻ thủ ác xuống tay chém chết hai người, đến chiều đối tượng đã ra đầu thú. Theo đó, chị Du bị đâm một nhát vào mặt, ba nhát vào bụng dẫn đến tử vong. Còn người em trai chết do ba nhát vào cổ, đỉnh đầu và trán. Được biết do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Du từ trước nên sáng ngày 30 tháng 6, Long tìm đến nhà chị Du để nói chuyện. Càng nói càng nhiều mâu thuẫn xảy ra. Lúc này, Long rút dao đâm chị Du nhiều nhát. Thấy vậy, người em trai chạy đến cản thì bị Long vật ra giường, đâm nhiều nhát khiến anh Dương chết tại chỗ. Còn chị Du bỏ chạy ra ngoài cầu cứu nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Hiện cơ quan điều tra đang xử lý. Iran đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Donald Trump cùng 35 quan chức của Mỹ vì nghi có dính líu đến vụ ám sát vị tướng hàng đầu của nước này. Ngày 29 tháng 6, chính phủ Tehran đã lên tiếng nhờ tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hỗ trợ việc bắt giữ Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ. Được biết, Iran đã yêu cầu đưa Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ trên vào danh sách truy nã quốc tế. Phía Iran cho rằng, Tổng thống Trump và 35 quan chức Mỹ đã tham gia vào quá trình chuẩn bị và có liên quan đến âm mưu ám sát một vị tướng hàng đầu, chỉ huy lữ đoàn đặc nhiệm thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Công tố viên nhấn mạnh, Iran sẽ tiếp tục theo đuổi việc bắt giữ Tổng thống Trump sau khi lãnh đạo Mỹ kết thúc nhiệm kỳ của mình.
Gần 250 công ty đã tham gia chiến dịch tẩy chay quảng cáo trên Facebook, thúc ép Facebook thắt chặt những đăng tải kích động và những thông tin sai lệch trên nền tảng của mình. Ba tập đoàn hàng đầu của Mỹ, Ford, Pepsi và Microsoft là những ông lớn tiếp theo tham gia vào cuộc tẩy chay quảng cáo đang ngày càng lan rộng nhắm vào Facebook và Instagram. Quyết định này được đưa ra do lo ngại về môi trường quảng cáo được hiển thị hơn là vì các chính sách của Facebook. Nhưng việc dừng quảng cáo đã được mở rộng ra toàn cầu. Nhiều tập đoàn yêu cầu những nội dung gồm ngôn từ kích động thù địch, bạo lực và phân biệt chủng tộc trên các nền tảng này cần phải được xóa bỏ. Theo đó, Facebook đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng và nội bộ nhân viên trong những tháng gần đây vì thông tin sai lệch và nội dung phân biệt chủng tộc, đặc biệt là các bài đăng của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, CEO của Facebook vẫn kiên quyết rằng Facebook sẽ không điều chỉnh các bài đăng đó. Ngày 26 tháng 6, khi cuộc tẩy chay quảng cáo bắt đầu dâng cao, Facebook cho biết họ sẽ gắn cờ các bài đăng từ các chính trị gia và các nhóm chính trị phá vỡ quy tắc cộng đồng, bao gồm cả những bài đăng từ Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!